Học sinh giỏi quốc gia môn văn thường mở bài nghị luận văn học bằng cách nào? Cô Ngọc Anh sẽ giúp các bạn chỉ ra 5 cách mà học sinh giỏi quốc gia thường dùng để mở bài nhé. Và cách đầu tiên dành cho các bạn chính là viết lại, diễn đạt lại các thông tin quen thuộc bằng một cách mới mẻ hơn. Và chúng ta sẽ diễn đạt lại một số những thông tin liên quan đến tác giả Thạch Lam bằng ví dụ như sau. Giữa bộn bề phồn tạp của buổi chợ phiên văn chương, giữa náo nhiệt đông đúc của gian hàng lãng mạn, Thạch Lam được nhận định như một vị khách hàng đặc biệt. Con người của Tự Lực Văn Đoàn ấy đã không đưa ta tới những chân trời phiêu du, mộng tưởng của những tình yêu, khát vọng thường thấy trong trời lãng mạn, mà dắt ta đi vào giữa cõi đời ta đang sống. Con người dịu dàng, nhân ái đấy đã nguyện gắn bó ngòi bút của mình với những kiếp người đau khổ, vẫn luôn trân trọng sự sống nơi trần gian, nói như Nguyễn Tuân. Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với con người ở tầng lớp dân nghèo. Thạch Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trân trọng trước sự sống của mọi người xung quanh. Ngày nay, đọc lại Thạch Lam, vẫn thấy đầy đủ cái dư vị và nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học. Đây là mở bài được trích dẫn từ bài viết đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn năm 2000 bảng A. Các bạn nhớ follow kênh để tham khảo thêm nhiều những mở bài đặc sắc tiếp theo nhé.